Cái rồi lặn luôn rồi, nó lặn tới đây luôn nè. Dính đâu? Dính nè. Ồ hay vậy. Thôi cũng phải lên thôi. Xin chào tất cả mọi người nha, rất vui gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay của Long Miền Tây nha. Hôm nay thì lúc buổi trưa nha mọi người, thì ruộng đã đồng rồi mọi người. Trên cánh đồng là Long Miền Tây mình đã cắt lúa xong hết rồi đó, bây giờ chỉ còn rạ thôi. Đó, gốc rạ thôi mọi người. Thì hai anh em mình buổi trưa này đi thì chắc mọi người biết đi đâu đó, đi bắt chuột nha mọi người. Để buổi trưa này cho nước nó nóng lên á, chuột nó rời hang á. Ở miền Tây mình có cái đặc sản là cắt lúa xong đi bắt chuột rồi nhiều lắm, nhiều những cái rất là hay mà chỉ có miền Tây có thôi mọi người. Đó. Bây giờ thì hiện tại thì hai anh em mình đang đi dạo dạo ở mấy cái bờ đê nhỏ nhỏ nè để tìm hang chuột ha, rồi chút nữa anh em mình sẽ bắt, mình với bạn Rí. Hay. Chào. Anh em mình sẽ tìm hang chuột và bắt nha mọi người. Đây bạn Rí này, ở trong kênh mình thì các bạn mọi người biết rồi ha. Trước mình có làm cái video với bạn Rí đi đặt lú á mọi người, lú ở mé biển á. Ôi mình lội từ ở trong kia mọi người, từ ở trong đó đó. Từ chỗ đó. Lội tới đây. Đắm đuối luôn. Tại bây giờ là 2 giờ chiều mọi người, trời cũng dịu nắng được một chút rồi. Đầu tiên anh em mình đã đi lúc 12 giờ trưa, nhưng mà có cái buổi trưa thì đi nó lại nắng quá, nên mình chỉ chiều lại đợi 2 giờ chiều mình mới đi. Hiện tại thì cái bờ đi nhỏ này chắc cũng không chuột nhiều nên mình ngồi đây một chút á, hơi đào chuột ha. Ý đang đi để quan sát nha, quan sát hang chuột. Đây, mình quay một cảnh một vòng cho mọi người xem nè, đồng lúa ở miền Tây mình cho mọi người, thẳng cánh cò bay nha. Cái này quan sát của mình khoảng chừng nếu mà tính mình tính phân phỏng cái đất ở chỗ này có khoảng phải 40-50 công á. Ừ. 50 công hả? Cả trăm hả? Bây giờ sao mình còn mình cứ hẹn hẹn ngoài ta. Giờ hết khu này là mé kia luôn hả? Đúng rồi. Cả trăm công à. Vậy là mình phỏng 50 là nó mới phân nửa thôi. Còn ghi kêu là gần cả trăm công á. Đây. Rồi, bây giờ đi vô bên bờ đê lớn bên này ha. Có nào đi dầm dầm mấy cái gơm này, cái bắt đầu cái chuột này chạy ra không ta? Để mình lên mé cho anh em đi. Đường kinh này hôm bữa mình có chạy đường này không ta? Này kinh nhỏ quá đúng không? Này đi đặt đúng như đăng á. Ừ, cái hang lỡ có hang có gì đó sao? Nhảy xuống luôn hả? Nhảy xuống mé đó luôn. Ở đây chim cò cũng nhiều lắm mọi người. Tới cái mùa gì đó mình sẽ đi cùng bạn Rí đi qua để quay cho mọi người xem nha, xem cuộc sống miền Tây. Ở đây mỗi lần đi tới đây cái mình lại nhớ cái kỷ niệm hồi nhỏ ha, buổi trưa trưa trốn ba mẹ không ngủ trưa, kéo bạn bè ở đây mà người ta có nuôi vịt á, kéo bắt đầu nuôi vịt thả đồng á mọi người, thả đồng có đi lụm trứng vịt ha, rồi vui lắm, đi câu cá nè,
làm bằng câu bằng chút đó mọi người, bằng chút chút bằng tre rồi đó. Rồi đi tìm mọi kiến nè, mọi trùng nè, mọi giun đó mọi người. Rồi tùm lum cái mồi hết. Hồi đó chỉ có những mồi đó thôi. Với mồi mồi tổ ong á. Dặn ong á. Để câu cá vui đó. Hiện tại thì hai anh em mình đi đây, mình quay lại mọi người xem nè, mình lội từ ở trong chỗ cái bụi cây đó. Đâu ô có chim nè, đâu còn gì nữa không, chắc nó gió hỏi nó bỏ tổ quá đẹp ha. Nó lấy mấy cái gom nè phải không, không phải. Ừ đúng rồi, nó thấy con còn. Thấy cái bông bên trên, chẳng phải lấy cái gốc. Hay là mấy cầu khỉ đây luôn nè. Oh. Đây cái cầu khỉ luôn nè. Mình nắm đuôi được anh giật ra cái ha. Đó, ngon lành luôn. Dòng tưởng đó đâu. Bò ở ngoài á. Lội dưới đã. Lội dưới đã. Chừng có bển đào chừng có chuột ở đó đó. Trên bờ, trên bờ kìa, anh chạy rồi. Đây mọi người. Ờ nó đang chạy kìa, cọp cọp kìa. Đó 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 đó. Kìa kìa, nó đang chạy kìa, đang chạy kìa. Giờ bằng ý sẽ lội bệnh nha mọi người. Đang cũng đang lội bệnh luôn. Chuột cũng nhôm nó bự đó. Nó còn trên bờ cho nó khúc đó. Đây 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 nè, chứ đây. Chỗ này nè. Ở giữa hai ông luôn á, giữa hai ông luôn ở trên bờ thì bờ. Bước tới đi, bơ khoảng chừng 4 5 bước nữa đó. Rồi lặn luôn rồi, nó lặn tới đây luôn nè. Quá nhanh quá nguy hiểm.
đây nè, đây nè, con một con trước mặt ông luôn kìa, con trước mặt ông kìa, đây đây đây, đang 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 kìa, ngay cái bọc quá, ngay cái bọc quá. Ngay cái bọc á, trên bờ rồi. Được không, được không? Kìa, chạy. Chạy tới luôn rồi. Rồi, hút nước rồi. Bên nó đào chừng có đó. Bên nó lại quay có đó. Hai con thợ nó giờ. Có hai con chuột chụp. Một con mới chạy đây nè. Tôi đập nó chạy gạt nó đó kìa. Dưới nào? Hay vậy. Thôi cũng phải lên thôi. Khôn khù chứ mày. Trời, gắn hô hèo, tích gắn hô hèo rồi chứ chuột mày không có nhầm chứ. Cỏ quá cỏ không có thấy đường mà được nó. Lại quay nó nằm đây thôi. Con cái sợ nó vô hang nó nằm rồi thôi. Lúc nãy mà ông đi. Thì con chuột nãy tôi đập nó chạy vô đó đó. Đây nè, nó nằm trong cái tục hang này nè. Bắt ra. Sao tao đập cầm này sao nó bắt? Lú cái lưng kìa, còn lú cái lưng kìa. Đâu? Đó, nó mất cái đó. Lấy gọi chạy ra luôn ơi, chạy ra luôn ơi. Sợ nó mới vậy. Còn tơ. Mọi rộng. Thấy không? Thấy chùa không? Cái mé bên kia ông đào chừng còn đó. Nãy con ở đây tôi đập nè, tôi đập nó chạy qua đây nè. Nó sợ á. Đợt gắn nó đang quần mấy con chuột nè. Đào bánh nó gì? Cái hang đào bánh nó gì? Gì? Bây giờ bọn nhỏ không có. Đập đập thôi, trong hang nó chạy ra không? Nãy giờ là phát hiện ba con mà bắt đường con. Ba con cống nhum. Bắt đường con. Cống nhum còn tơ luôn nha. Chuột đầu mùa. Cái cầu kia kìa. Cái đường này bắt nước nhiều lắm không nè. Đường nãy hả? Đường nãy cái đường xuôi nãy mình á. Này chắc ai đào vậy phải không? Đào đắp cái chỗ đê đường.
Rồi, anh em mình ngày hôm nay vừa cùng nhau đi bắt chuột. Rất nhiều những cái khoảnh khắc rất là vui luôn mọi người. Mọi người xem video, mọi người nhìn đừng quên nhắn cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha, để ủng hộ kênh Long miền Tây của mình, cũng như để nhận thật nhiều video mới nhất từ kênh Long miền Tây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video rất nhiều nhé. Thôi, đắm đuối, bữa nay một ngày trải nghiệm đi đào chuột cùng với bạn Rí ha. Rồi mời có bạn Đạt tới, rất là vui luôn. Đấy, mọi người cứ về miền Tây ha, sẽ được trải nghiệm cái những cái buổi trưa như thế này rất là vui luôn. Đào chuột nè, rồi đi câu cá, đi giăng lưới, đi bắt gắn thôi, nhiều lắm. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều nha.